Hello mọi người, Sim đây. Nên chọn bộ nào ta? Chọn bộ này thử xem. Trời, dễ thương quá à. Nhưng mà tính ra bộ này mình mặc cũng nhiều rồi. Hay thử bộ hồng ta? Hay thử nhở? Màu hồng dễ thương quá à. Nếu dễ thương như vậy thì nhảy một chút nhờ. Hey, và khoan, trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được 5 lần like và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu video thôi, let's go. Ok, hello, chào mọi người, mình là Sim đây. Ok các bạn, thì hiện tại trong Play Together đang có sự kiện đó chính là mùa hoa đào nở rộ. Tên và nói chung là hôm nay Sim hơi đầu tư một xíu nha, đó chính là Sim mang cái bộ đồ màu hồng ơi là cute luôn, bởi vì Sim biết gọi là hiện tại Play Together đang có một cái trang phục rất là dễ thương luôn. Đây, cái trang phục liên quan tới gọi là hoa đào đấy. Thì như các bạn biết, ngoài mình thích màu xanh ra thì màu mình cũng cực kỳ thích nữa, đó chính là màu hồng. Đây cho các bạn xem nè. Trời ơi, tôi đầu tư dễ sợ chưa, nguyên cái đầm hồng để quay clip này thôi đó. Nên các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được 5 lần like nha, để những video lần sau Sim sẽ đầu tư càng nhiều hơn cho bạn xem nữa. Ok, và để tôi quay cái sự kiện này có vẻ hơi hot nhờ. Tôi thấy ai cũng gọi lấy với ta hồng lè hồng lét luôn các bạn như này. Trời ơi, hồng quá trời hồng luôn, mà trong Play Together nha cũng gì ta toàn là màu hồng luôn nha. Trời ơi, rồi để xem sự kiện coi. Đây, cái sự kiện búp chì màu, rồi sự kiện hoa anh đào. Là Sim nghe đồn là trong cửa hàng có nhiều cái lắm. Gì đây? Cần câu 300 ngàn. Mỗi cần câu này 300 ngàn. Dính mặt hả? Trời ơi, nói chung là nó chơi thôi, chứ bạn nào mà đam mê mà câu cá các kiểu thì nên mua. Còn mình thì mình không đam mê câu cá các bạn ạ. Mình không có sức để câu cá các bạn ạ. Mình câu là mình câu ra cái dép thôi các bạn, chứ không có con cá nào đâu. Ok, thì mình theo. Gì đây? Fan cuồng dâu tây. Trời ơi, màu này dễ thương vậy. Wow, trời ơi, hợp gu Sim, hợp gu Sim. Bạn này cho ứng cử viên nhẹ xíu nha. Còn bên là cái gì đây? Bên này là mình nhớ còn thêm gói nữa. Trời ơi, cái gì đây? Gói hoa anh đào. Dễ thương dữ vậy. Ui, tính ra cái bộ này mình thấy cũng khá là giống mình đó mọi người. Nhưng mà Sim thì Sim lại thích cái nội thất của đây hơn. Trời ơi, hoa anh đào các kiểu, nhìn đẹp dữ ta. Trời ơi, mình là mình thích cả cái gói này, với lại là cái gói trên nữa. Đấy, nhưng mà bây giờ người ta chết rồi các bạn. Bây giờ không thể nào người ta tham lam được, người ta một là một thôi chứ. Tại sao lại xài hai gói được, uổng phí tiền lắm. Nên thôi, mình cũng sẽ mua. Rồi bây giờ mình sẽ cùng mua cái gói gọi là fan cuồng dâu tây cho mọi người. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi mua liền. Giao dịch thành công. Trời ơi, trừ tiền thành công rồi. Và để coi. Ok, rồi xem hộp thư nè. Đây. Ủa sao mình nhiều hộp quà dữ vậy. Em đưa bạn này xíu nha, để xin nhận cái nha. Đây, từ cái gì đây? Cái gì đây? 2000 kim cương. Ủa gì vậy? Ủa, ai tặng tôi 2000 kim cương vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, anh nào tặng mình 2000 kim cương vậy? Trời, chắc chắn là anh cây gòn rồi. Trời, 2000 kim cương hả? Sướng vậy. Ok, cái gì đây? Cái này là ủa sao mấy cái này Sim không biết vậy bạn? Ủa trời, nguyên một cái cột luôn. Cột của Giáng sinh đó. Trời, sao Sim nhiều quà mà Sim không biết vậy bạn ơi? Rồi, ok, cái gì đây? Kim cương. Trời ơi. Trời, có Sim có nhiều quà quá mà Sim không có gọi là bóng bay. Rồi này là cái gì đây? Các bạn đợi xíu nha. Tiền. Trời ơi, phần thưởng đăng nhập. Trời ơi, Sim nhiều quà quá các bạn ơi. Trời ơi, gì mà nhiều quà gì đẹp ở đây. Wow. Ui trời, dễ thương vậy. Wow, tóc màu hồng. Và tiếp theo. Wow, trời dễ thương vậy. Ok, và tên tê với mọi người, đây chính là set màu hồng cute của Sim. Đây là cho gọi là, đây là áo bánh dâu đi. Mình thấy là cái này rất là hợp với bánh dâu các bạn ơi. Ok, bây giờ Sim sẽ mang thử. Ui trời ơi, tới tối luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, Sim lâu lắc quá. Ok, bây giờ Sim sẽ mặc thử cái áo gọi là dâu cho các bạn. Đây, ok, Sim mang thử nha. Wow. Ủa dễ thương nha. Sim còn có thêm cái tóc hồng nữa, nhưng mà thôi Sim thích tóc này hơn. Và trời ơi, Sim dễ thương quá các bạn ơi. Nhìn nè,
bạn, đây chính là bé Sim gọi là bánh kem dâu. Dễ thương chứ nào. Bạn nào thấy cái trang phục gọi là bánh kem dâu của Sim có dễ thương thì các bạn cũng đừng quên bấm nhớ cho Sim biết nha. Ôi dễ thương quá à. Mà khoan, vậy sao mà đủ đô đủ đúng các bạn? Đó, hiện tại tôi thấy là cái gì ta? Có một cái gói tôi cũng thích nữa. Ủa gì mà tùm lum vậy? Đây đây, mình thấy là ở đây là mình, ui hiện tại mình có 3.000 kim cương. Và hiện tại là mình thấy ở đây công ty gọi hoa anh đào và có rất nhiều vật phẩm liên quan tới hoa anh đào. Trời ơi, hiện tại Sim đang mặc đồ cũng màu hồng nữa. Tại sao lại bỏ lỡ được đúng các bạn? Đúng, đúng. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ hy vọng là mình có thể ra được bộ đồ hoặc không thì cũng có thể là cây hoa anh đào. Ok, bây giờ mình sẽ mở nha mọi người. Bây giờ là chúng ta chỉ được gọi là dùng hơn 1.000 kim cương thôi, không được phá lệ. Ok. Làm ơn. Ok, 1.000 kim cương. Từ từ, mình phải lấy cái gì đó các bạn, đợi xíu nha. Mình phải lấy cái gậy phép thuật của mình bây giờ. Đây. Tròn. Đó, tôi phải có cái gậy phép thuật các bạn ơi, đây. Phải có cái gậy phép thuật. Đó, để gọi là gì ta, chộp dĩa để cho cái hộp này nó sẽ ra những thứ mình thích. Ok, úm bà la si bùa. Piu, hãy cho ta những thứ ta cần đi. Bum. Ủa cái lồng đèn. Ừ, hai cái lồng đèn. Trời ơi, ok tiếp tục. Cái gì ba lồng đèn cái gì mình ơi, không cần lồng đèn. Ok. Ôi hên giờ. Được cái mũ luôn nè. Hai cái mũ, không hên lắm. Ồ, được cái cổng luôn. Trời ơi. Ok. Ba cái. Em thấy cái này cũng hên đó. À chưa. Ui hên giờ tính bây giờ chỉ còn đúng cái váy thôi là mình xong set luôn á. Ui hên dữ vậy. Ok. Rồi tiếp tục nè. Úng bà là hãy cho những thứ ta cần. Được cái hàng rào. Không được. Rồi cái này nữa hả? Ủa cái này là đồ hiếu hả? Alo. Không có hiếu nào nha. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì mà toàn cái cục đèn vậy, không có thích nha. Rồi cái giày. Cái tóc. Cái cột. Cái mũ. Ê, cái này hai lần luôn đó. Cho xin cái cây hoa anh đào được không? Cho xin cái cây hoa anh đào. Cây này tại rồi coi. Còn 2.000. Ok bây giờ mình còn 600 đó, còn 600 các bạn ơi. Trời ơi, quá là tốn tiền luôn. Nhưng mà không sao. Úm ba la hãy chọn thứ ta cần chứ. Ok. Rồi tiếp tục. Tóc nữa. Tóc nữa. Ba cái tóc là sao vậy? Lại cái này nữa. Có thể cho cái áo được không? Cuối cùng có hoa anh đào rồi các bạn ơi. Hoa anh đào. Cái mũ. Yeah, full set. Wow, full set các bạn ơi. Yeah, ok. Trời ơi, có ghế luôn. Wow, ok. Yeah, ok các bạn ơi, chúng ta đã full set rồi nha. Trời ơi, nhưng mà mình lật thêm lần nữa lỡ có ra cái cây. Mình khá là muốn có cái hồ hoa anh đào này mọi người. Thực sự rất muốn cái hồ hoa anh đào này. Bởi vì mình nghe đồn là có thể câu được cá mọi người. Ok. Úng ba la ông la hãy cho ta cái hồ hoa anh đào. Ok, đang mặc áo gọi là màu hồng thì ít nhất phải giúp người ta chứ, đúng không nào? Ok. Yeah. Chỗ cổ khoai. Đừng cột nữa. Được. Ôi vậy rồi. Vậy nữa. Ôi. Ô váy nè, lần này là có váy nữa. Có thể một cái hồ thôi. Một cái nữa. À, xui quá à. Mình vẫn chưa được, bây giờ mình còn nhiêu? Mình còn 70. À, không được. Ok, bây giờ mình sẽ lên 2 lần nữa thôi. Ok, 2 lần nữa thôi nha các bạn. Ok, yeah. Vẫn là cái cột. Ok, cái cuối cùng nha các bạn. Ok. Làm ơn. À, su quá bạn ơi. Nói chung là mình cũng không muốn xài thêm đâu. Nhưng mà tổng thể chúng ta cũng đã có một cái bộ hoa anh đào mọi người. Đây, mình cho các bạn xem nha. Ok các bạn, bây giờ Sim đã về nhà nè. Bây giờ Sim sẽ mang trang phục mình đã trúng thưởng được nha. Đây. Trời ơi, tôi nói. Trời ơi, dễ thương chưa nè. Mấy ní ơi, dễ
thì tính là nó cũng khá là giống cái bộ đồ ở ngoài của mình đó mọi người, các bạn nhìn nè. Đó, nó cũng khá là giống nha. Nhưng mà cái này là Hàn Quốc, của mình là Nhật Bản đó mọi người đấy. Nhưng mà tính ra hai cái bộ đồ này mình thấy nó cũng xem nhau đấy. Thôi không biết là chọn bộ nào. Ok các bạn, hiện tại là mình đang định gọi là mặc một cái bộ đồ để có thể đi gọi là sang sự kiện hoa đào. Thì các bạn nghĩ mình nên chọn bộ dâu tây hay là bộ hoa đào? Các bạn có 3 giây lựa chọn nha. 3, 2, 1. Gì? 50% là người chọn gọi là dâu tây, 50% người chọn hoa đào. Khó giữa ta, số bạn chọn đều dữ vậy. Thôi được rồi, nói chung là xin nghĩ lần này xin sẽ chọn bộ dâu tây đi mọi người. Đó, chơi dễ thương đó. Nói chung là thôi bây giờ mình mặc gì đó cho nó mát mẻ xíu. Hoa đào mà, bây giờ mình sẽ phối hai cái luôn. Mình sẽ mang cái bộ này cùng với cái mũ. Mình coi, mình đeo cái mũ này đi ha. Đó, nói chung là mình phối xíu cho nó đẹp đẹp các bạn. Đó, có thêm cái ba lô màu hồng nè. Đó, để coi có gì màu hồng nữa không để xin đeo nốt. Xin nghĩ là có cái gì đây. Ôi, mất hết đồ rồi. Trời ơi, cái gì vậy bà Sim, bà làm gì vậy? Trời ơi, bà mất hết đồ luôn kìa. Ok, Sim nghĩ Sim sẽ đổi cái mũ này ha mọi người, cho dễ thương. Đâu, để Sim coi. Trời ơi, hồng lè hồng lét luôn mấy ní ơi, dễ thương nha. Đó, cùng với cái cặp dâu tay nữa. À mà khoan, hồi nãy hình như là Sim nhớ là Sim có gọi là gì ta, một số đồ liên quan tới gì ta, dâu ở gì ta, cái hồi nãy là Sim trúng á mọi người đó. Trời mà tiếc ghê, các bạn không trúng được cái hồ hoa anh đào. Trời ơi, tiếc quá trời luôn. Không biết là chị gái mình có không nữa. Để mình coi. Bây giờ hoa anh đào nhét đâu trời. Thôi nhét đây ha. Đó, ok. Cho hai cái bãi hoa anh đào đây. Thật ra phải có hoa anh đào mới đẹp chứ. Tự nhiên có đi vô duyên quá các bạn. Thôi lúc nào trúng hoa anh đào mình nấy nha. Chứ tự nhiên có cái gì ta, có cái bụi hoa anh đào cũng có cái kia nhìn kỳ lắm. Rồi ok các bạn, bây giờ Sim nghĩ Sim sẽ đi hoàn thành một số nhiệm vụ của cây hoa anh đào. Ok, làm cùng Sim nha. Good morning everyone. So, bây giờ đã tới lúc làm nhiệm vụ về hoa anh đào rồi. Nói chung là từ trước tới giờ Sim chưa bao giờ làm nhiệm vụ về hoa anh đào mọi người. Nhưng mà lần này Sim sẽ thử làm nhiệm vụ hoa anh đào cho mọi người. Đấy, để đổi ra những vật phẩm siêu thú vị ở trong Play Together luôn. Tôi coi. Hiện tại là trong này, trời ơi, cái gì mà tùm lum tùm la vậy. Ôi, ở đây có cả xe nè, ở đây có cả gì nữa, bàn gọi là thảm picnic nè. Trời ơi, thấp giờ, còn đây có cả tùm lum tùm la nữa. Ô, có cả gọi là máy làm bánh đồ nữa. Trời ơi, hay giờ. Trời ơi, cái này làm sao ta. Để coi trong này có gì nè. Toàn là những thứ liên quan tới hoa anh đào các bạn ơi. Nhưng mà thứ mình thích là chỉ là đơn giản là một cái thảm thôi. Nhưng mà mình thấy mình vẫn chưa có đủ mọi người. Thực tại thì mình có thể mua được cái này. Nhưng mà chúng ta cần 20 cục sắt và một cục vàng. Trời ơi, mà khó dữ vậy. Trời đất ơi, ok, 20 cục sắt đúng không? Rồi bây giờ đi kiếm sắt nè. Rồi bây giờ Sim sẽ đi kiếm sắt nha mọi người. Kiếm lấy cái xe đi cho nó. Trời ơi, xe mình phèn quá bạn ơi. Mình chỉ có mấy cái thảm thôi bây giờ. Mấy cục đá kiếm đâu ta? Hồi nãy Mora có bảo mình lấy mấy cục đá là mình sẽ đi kiếm khắp nơi á mọi người. Đó, khắp nơi à, để coi. Trời ơi, lần đầu tiên Sim làm mấy cái nhiệm vụ này mọi người nên Sim núp lắm. Nếu bạn nào biết thì các bạn đừng quên chỉ giúp Sim ở dưới phần bình luận nha. Đá giờ đào đâu trời. Trời ơi, tôi còn không biết mấy cục đá nằm ở đâu nữa. Ây da, trời ơi, khó gì ta. Trời ơi, cái nhiệm vụ đầu thấy nó khó rồi. Mình có nên tiếp tục làm nhiệm vụ không? Chứ mình thấy là mình cũng quằn dữ lắm đó. 1 hour later. Ê, thật sự là mình đi chắc cũng phải cỡ gọi là mấy chục dòng rồi. Mình không biết mấy cục đá nằm ở đâu á. Theo hướng dẫn Mora bảo mình là đá nó sẽ nằm khắp nơi. Nhưng mà sao mình đi khắp nơi không thấy cái cục đá đâu vậy? Hay gặp đá nó thấy mình sợ nó trốn mình đi. Mình nghi gì lắm. Trời ơi, không có một cục đá luôn. Trời ơi là trời, quá trời. Thôi bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ câu cá nha mấy bạn. Đó, bây giờ là làm gì? Hãy câu cá ở biển. Lấy là câu ra 3 con rùa hả? Giỡn mà ha. Trời ơi, câu 3 con rùa Sakura ấy, chắc mình cũng tỏi luôn các bạn. Đây ok. Bây giờ mình sẽ thử cái tài mà câu cá của mình vậy. Thôi không làm được cái này làm được cái kia đúng không? Đúng rồi. Đấy ok, bây giờ mình sẽ câu bằng cái cần câu vàng. Đấy ok. Hy vọng là cái cần câu vàng này giúp mình câu được cái con cá hoa anh đào. Đấy ok. Đấy, mình cũng khá muốn cái cần câu hoa anh đào mọi người, nhưng mà 300 ngàn thì nó hơi mắc các bạn ạ. Hơi mắc. Ôi có con cá nè, có con cá nè. Đây. Rồi, chấm than màu hồng, mình không biết nữa. Nhưng mà thường là ok, lâu rồi chưa câu cá không biết. Ok, đừng có dụ chị biết cưng á. Trời ơi, nó nhự quá.
dính đó, dính 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 bum, trời ơi nguyên con cá chép, trời ơi dễ luôn à. À chỉ cần câu ba con cá thôi là được rồi. Ok câu ba con cá thôi đó. Trời ơi, mình cũng muốn mua cái cần câu hoa anh đào lắm nhưng mà mình thấy mình không câu cá nhiều với bạn ơi. Trời ơi, ê khoan, mình nghe đồn là chị mình có làm clip về hoa anh đào, mọi người thấy mình về nhà chị mình xem thử ha. Đây thử coi. Mình vô nhà xem thử coi. Đây vô nhà thử, vô nhà chị mình chơi thử coi. Tôi nghe đồn là chị tôi là có cái hồ nước hoa anh đào đẹp lắm đó, mà chị Sam hiện tại là bây giờ không có on. Wow, trời ơi chị gái tôi cũng xinh đẹp dữ vậy. Wow, trời ơi chỗ đẹp gì mà không có chị ở đây, kiểu chị nguyên hai cây luôn á. Trời ơi chị vĩ đại dữ vậy. Ok mình sẽ câu cá ở hồ này vậy. Trời ơi tưởng chị tôi có cái hồ mấy bạn, trời không có, tiếc ghê á. Đã khoan, bây giờ là nhiệm vụ nó ra biển câu cá, mình vô hồ câu cá được không ta? Nó có liên quan không mấy bạn, mình không biết nữa. Trời con cá nó to dữ trời. Trời chắc con này bự lắm nè. Mấy bạn đừng sốc nha. Chứ mình là mình chuẩn bị gì ta, sốc tinh thần rồi đó. Giật. Trời ơi, cá bự quá trời luôn. Quá trời bự luôn. Rồi, câu thêm con nữa. Trời nhà chị mình đẹp quá bạn. Đó, mình có cái hồ đó chắc đắt lắm nha. Nếu có bạn nào đã trúng được cái set gọi là hoa anh đào hay là gì đó thì các bạn đừng có phiền cho Sim biết nha. À khoan, nếu các bạn nào xem tới đoạn này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5 lần like và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Rồi, tiếp tục con cá. Câu cưng này, chị câu cưng này. Giật lên đó. Trời ơi hai con cá nhỏ y chang nhau đấy. Rồi nhận thưởng, yeah. Trời ơi, trời ơi quá trời. Ok rồi xong cái nhiệm vụ rồi, tiếp nè. Sim thực sự rất muốn kiếm mấy khoáng sản mọi người mà kiếm không có đó. Mấy bạn nào biết chỉ giúp Sim nha, Sim núp quá rồi đó. Cho play together một thôi. Cái gì đây? Sợ quá rồi nha, sợ quá rồi nha mấy đi. Đó, trời ơi, kiếm mấy cục đá không có. Hay là bây giờ mình phải qua đó ta. Từ từ, Sim nghi là nó bên cái đảo kia lắm. Đó, trời ơi, đây để mình đi hơi chậm mấy bạn ơi. Bây giờ mình kiếm xe đi cho nhanh nha. Trời ơi, xe mình cũng ít nữa thôi. Lái trực thăng luôn. Đó, từng. Từ như là đào mà cái đấy là mình phải dùng cái gì ta, dùng cái búa đúng không ta? Từ tôi nhớ là phải dùng búa nè. Đó, dùng búa để đào đấy. Ok rồi, sao trong này có nhiều bảng, có nhiều vật phẩm nhìn đẹp dữ trời. Rồi tôi có thể bỏ cuộc được, tôi phải kiếm được một cục đá đó. Còn nếu không kiếm được là nhục lắm mấy bạn, cười chết mấy bạn, bảo ý chị Sim đúng rồi không biết đào đá, tôi sợ lắm. Ok rồi, đi kiếm một cục đá thôi đó. Có cái cục khoáng sản không? Hello oppa, annyeonghaseyo, có thấy cục đá nữa không hả? Không thấy hả? Vậy thôi. Làm sao vậy? À, cục đá nào không ta? Trời ơi, ui đây có cái que nè. Que này có liên quan không vậy? Nó không liên quan gì hết trơn á. Cái nào là cục đá vậy bạn? Cái này có vẻ cục đá không vậy? Không phải, đó là cục đá chân. Ê, có cục đá nè. Phải nó không vậy? Đúng không? Đây. Đó, đúng rồi. Đó, ui. Đây. Bum. Mấy đứa tôi cần cục đá, tôi cần cái cục đá chứ không phải là cần cái con khủng long. Ui. Ô, được một cục quặng đồng. Nhưng mà không cần, mình cần cái quặng sắt và quặng vàng. Không cần đồng. Vàng. Trời ơi, cho Sim vàng đi rồi gì nữa? Để cho sắt được không ạ? Sắt thôi ạ. Không cần đá. Sắt. Là mọi người cho tôi sắt đi ạ. Hết cái đầu rồi đến cái đuôi. Giỡn mặt hả? Ôi chết rồi, cái đá sắp vỡ rồi, không được. Bạn ơi cho tôi đào với, không được. Đừng có lấy của tớ mà. Đừng. Tôi núp lắm. Trời ơi sao đá hoài gì mà trời. Trời ơi chết rồi các bạn, chắc là cái gậy của Sim nó yếu quá. Quá yếu đi các bạn, bây giờ mình phải đi kiếm cái gậy xịn hơn. Mà không biết cái gậy xịn hơn mua ở đâu. Trời ơi, thiệt luôn á. Bây giờ mình nên đi đâu để mua cái gậy đi các bạn. Trời ơi. Bạn ơi, mà biết chỗ nào bán cái gậy không?
Không phải, chết rồi. Giờ sao để mua cái gậy đấy bạn? Bây giờ các bạn đợi xem xíu nha, để xem đi mua cái gậy mới đã. Chứ cái cuốc này mà nó đào toàn ra đá với ra xương khủng long à. Mình biết là xương khủng long cũng hiếm đó, nhưng mà mình không cần. Mình cần cái gì? Mình cần cái cuốc. Trời ơi, mình cần cái cuốc xịn. Cuốc xịn nó bán ở đâu vậy trời? Đấy bạn. Các bạn chị xem mới xem đó mà. Vô đào toàn là gì nên toàn vụn đá sắc dở mà. Anh trai ơi, à da, anh trai bán gì vậy anh trai? Kẹo dẻo hả? À, anh trai bán kẹo dẻo, trời ơi. Ờ, à, trời ơi, chết tôi. Các bạn đợi xíu nha, đợi xíu để xin đi mua cái cuốc cho nó mạnh xíu. Đợi xíu nha. Much later. Rồi, bây giờ mình mua có 3 cuốc. À, là cái này là nó mạnh nhất rồi hả? Ủa vậy hả? Yeah. Mình tưởng cái mình yếu nhất chứ. À, vậy em cảm ơn trai nha. Sao nó mạnh như sao kỳ vậy người ta? Không biết nữa. Ơ à, thì ra là cái cuốc của mình là cái cuốc xinh nhất đó mọi người. Mà sao mình đào kỳ dữ vậy? Trời ơi. Ok các bạn, mình xem lại cái nhiệm vụ được. Tôi không thể nào mà quên xệ được. Ít nhất cho tôi một cái được không? Từ anh trai bây giờ anh cho em xem lại cái được không? Đây. Bây giờ mình cần cái này là mình cần cái đây lộn. Cái này. Bây giờ mình cần. Mình mới có một cục sắt thôi hả? Và chúng ta cần một cục vàng. Ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta trước khi kết thúc video này là mình cần phải có một cục vàng. Một cục vàng thôi. Đấy, một cục vàng thôi. Bây giờ, ok, trước khi kết thúc clip này mình cần tìm ra một cục vàng các bạn. Ok, let's go. Rồi, thử lại nè. Chắc hồi nãy là hơi xui thôi. Đây, anh nhai cho xin cục. Trời ơi, cục đá này bự nè. Trời ơi, cái này là. Ôi, chết, sao không trúng gì hết trời. Cái gì vậy? Nhắm cho trúng. Cái gì vậy? Đã không trúng hả? Cái gì vậy? Ủa? À, trời ơi. Trời ơi. Sao vậy? Chú. Đá giả, trời ơi. Giỡn mặt hả? Tôi mệt cái thế giới này quá. Ờ, tôi thấy cục đá thật rồi kìa. Thấy cục đá thật rồi. Đây. Trời ơi, cục đá thật. Làm ơn cho một cục vàng thôi. Đây. Làm ơn cho mình một cục vàng. Trước khi mình kết thúc clip này, mình ở quê với bạn fan được không? Chứ mình thấy mình quê lắm rồi đó. Rồi dở. Mùi chết đứa. Trời ơi, cái thế giới này ghét tôi lắm mà. Trời ơi, kiếm được cục đá mà đồi kia đập cái vỡ luôn. Trời đất ơi là trời. Thiệt, cái thế giới này nó ghét mình lắm luôn hay sao á. Không có một cục đá luôn. Có mấy con bắt kè, trời ơi. Trời ơi. À, cái tôi vậy trời. A few moments later. Ok các bạn, chắc clip buổi xem như thế này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào? Các bạn cũng đừng quên được phía dưới xem biết nha. Nói chung là rất là su cà na các bạn. Bởi vì là xem lâu rồi chưa làm nhiệm vụ. Mọi người nên làm gì không biết làm gì hết trơn á. Nên những sự kiện nào mà xem không biết làm thì các bạn cũng đừng quên được phía dưới hướng dẫn xem biết một xíu nha. Xem đúng quá trời luôn. À đúng rồi. Và mình cũng có một câu hỏi với các bạn. Các bạn nghĩ trong tập sau của Play Together, xem có nên gọi là nuôi một bé cáo hồng không vậy? Đây, hiện tại là hồi nãy Sim có đi ngang một cái chỗ. Đây, cho các bạn coi. Đây, trời ơi các bạn nhìn nè. Ui, ở đây có rất là nhiều bé cáo rất là đáng yêu. Đấy, cáo gì đó, cáo xanh nè, cáo hồng nè. Trời ơi, bé nào cũng dễ thương. Và Sim thắc mắc liệu Sim có nên mua gọi là một quả trứng cáo, sau đấy là sẽ gì ta? Sau đây nuôi một bé cáo không? Đây, trong tập sau, nếu các bạn muốn xem làm một video liên quan tới gọi là việc nuôi bé cáo hồng và bé cáo trong Play Together thì các bạn cũng đừng quên bình luận video cho Sim viết nha. Còn bây giờ bye bye các bạn và chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Và trước khi kết thúc video này thì các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim được 5 phần like và có 3 giây cuối cùng là việc này. 3 2 1 Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bye bye.